Các bia ký Chăm cổ là một loại chữ viết có gốc từ tiếng Phạn Sanskrit ở phía Bắc Ấn Độ. Mỗi tấm bia thường có liên quan đến một số tháp. Nội dung cho biết tháp được xây dựng dưới triều vua nào và tháp thờ những vị thần nào. Tại Vương quốc Champa, người ta đã phát hiện được tất cả 127 tấm bia ký được chia ra như sau. 92 bia ký nói về Shiva, 5 bia ký nói về Vishnu, 3 bia ký nói về Brahma, 7 bia ký nói về Đạo Phật và 20 bản không rõ thuộc tôn giáo nào. Giữa thế kỷ thứ tư và thế kỷ thứ chín, chữ khắc được viết bằng ngôn ngữ Sanskrit. Về sau là sự pha trộn giữa chữ viết của người Chăm và chữ viết Sanskrit. Tiếp theo giai đoạn này, từ cuối thế kỷ thứ 15, người Chăm đã hoàn toàn sử dụng kiểu chữ viết này. Từ đó trở đi, các bia ký Chăm đã được thay thế bằng các bản viết tay mà một vài bản vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Người Chăm thuộc chủng tộc Nam Á, tiếng nói của họ rất gần gũi với các dân tộc như Rakhai, Churu, Yarai, Ede thuộc ngôn ngữ Austronesian, có chữ viết riêng dựa trên tiếng Phạn Sanskrit Ấn Độ mà ta thấy trên các tấm bia ký, và đến nay đã biến thành chữ Chăm thông dụng mà người Chăm gọi là Akha Thrak.